Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhân kỷ niệm ngày 20 tháng 10, thay mặt cho ban quản lý tòa nhà, tôi xin gửi lời chúc tới sức khỏe của các bà, các mẹ, các chị và các em lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc các bà, các mẹ, các chị, các em một ngày 20 tháng 10 thật ý nghĩa, hạnh phúc bên gia đình và người thương yêu. Và ngày hôm nay, cũng nhân kỷ niệm ngày 20 tháng 10, ban quản trị tòa nhà và cũng ban quản lý xin gửi tới tất cả các bà, các mẹ, các chị, quý cư dân chung cư Vinda New State một bó hoa tươi thắm. Các bó hoa này sẽ được ban quản lý tòa nhà gửi lại tất cả sàn gờ của năm sinh tên. Kính thưa quý vị và các bạn, bể bơi chung cư Vinda New State đã đóng cửa từ đầu tháng 10 năm 2017. Nhưng để đảm bảo duy trì cảnh quan và chất lượng nước tốt nhất, định kỳ hàng tuần, bộ phận kỹ thuật của ban quản lý tòa nhà tiến hành hút vệ sinh tất cả các cái hạng mục của về khu vực bể bơi để đảm bảo duy trì chất lượng nước tốt nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, và cũng để duy trì ngăn ngừa rủi ro cho các hạng mục phòng phụ trợ bể bơi phục vụ năm sau bể bơi hoạt động, thì hàng ngày các bộ phận dịch vụ của ban quản lý tòa nhà cũng tiến hành kiểm tra ngăn ngừa rủi ro tại các phòng phụ trợ bể bơi. Hàng ngày thì chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra chất lượng làm sạch cũng như ngăn ngừa rủi ro các hạng mục ở trong phòng phụ trợ bể bơi. Tôi tiến hành kiểm tra chất lượng làm sạch. Như các bạn đã thấy, tất cả các hạng mục từ V cấp C vẫn được duy trì sạch. Các bạn đã Sau khi kiểm tra tất cả các học mục kỹ thuật ở trong phòng phụ trợ thì nhân viên của ban quản lý tòa nhà sẽ phải tích vào một cái bảng checklist ghi tất cả các hạng mục và giờ kiểm tra. Trong tình trạng hiện trạng như thế nào sẽ phải ký, nhân viên kiểm tra sẽ phải ký vào đây. Ok. Vừa rồi là một số tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.